Và trước hết sẽ là những thông tin mới nhất về cơn bão số 2 có tên quốc tế là TALAS. Dự báo là đến khoảng 1 giờ sáng ngày mai 17 tháng 7 thì bão sẽ đổ bộ vào đất liền và vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 12. Tính đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Từ tối và đêm nay, trên vùng biển ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 7, cấp 9, giật cấp 10, 11. Ven biển các tỉnh thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền, khu vực các tỉnh thành phố từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật đến cấp 6 và cấp 8. Từ đêm ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 thì lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu các hệ thống sông Hồng, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Cơ quan khí tượng cảnh báo là lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngập úng có nguy cơ xuất hiện tại các đô thị, các thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định.